các bạn, chào mừng các bạn đến với series mới của mình. Series mới của mình thì sẽ là thử thách tập cùng mắt ba, 75 ngày tập cùng mắt ba nhé. Mỗi ngày thì mình sẽ cố gắng ra một video, hơn một tuần ra một video đi, đủ 75 cái nhá, cho anh em tập đấy, cực kỳ nhiều luôn. Cùng đến với cả bài đầu tiên của series này thì đây sẽ là bài đầu tiên. Knee raise, 8 mid raise, 3 leg raise, 6 leg raise tiếp, 8 hanging oblique raise và 20 cái half burpee. Ok,